Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, người đứng đầu cơ quan an ninh và đối ngoại châu Âu, ông Josep Borrell cho biết, cuộc xung đột tại Ukraine đang đặt ra các thách thức an ninh và quốc phòng cho châu Âu. Một số quốc gia thành viên sau khi cung cấp vũ khí cho Ukraine đã bị suy giảm năng lực quốc phòng để lộ những điểm yếu và nhu cầu, đặc biệt là về đạn dược, pháo hay tên lửa. Vì vậy, 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí từ nay đến năm 2025 sẽ tăng thêm 70 tỷ euro để lấp đầy các khoảng trống quốc phòng hiện nay. Người đứng đầu cơ quan an ninh và đối ngoại châu Âu Josep Borrell cũng cho biết, Ủy ban châu Âu cũng đang thúc đẩy kế hoạch mua chung vũ khí, tương tự như mô hình được sử dụng để mua vaccine trong đại dịch COVID-19. Điều quan trọng là cùng nhau hành động, tránh phân chia thị trường, tránh cạnh tranh. Chúng ta phải tránh những gì đã từng xảy ra với việc mua vaccine. Phối hợp cùng nhau, chúng ta sẽ có được giá tốt hơn, chất lượng tốt hơn và thời hạn tốt hơn. Liên minh châu Âu trong những năm gần đây đã tỏ rõ quyết tâm hướng đến một nền quốc phòng chung, nhưng đến nay vẫn chưa có một khuôn khổ chính thức cho việc mua chung vũ khí. Các chuyên gia địa bàn nhận định Liên minh châu Âu và NATO đã từng có kế hoạch mua chung máy bay chiến đấu, tàu chiến hay xe tăng nhưng đều đã không thành công. Vậy nên, sẽ mất rất nhiều năm để tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu có thể thống nhất về những hợp đồng mua chung vũ khí có giá trị lớn, do điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính trị, kỹ thuật hay lợi ích đối với nền công nghiệp quốc phòng của mỗi quốc gia. Cũng trong cuộc họp ngày hôm qua, Liên minh châu Âu cũng đã mời nước Anh tham gia một dự án quốc phòng nhằm nâng cao tính cơ động và năng lực ứng phó với các cuộc khủng hoảng trong đó trọng tâm là việc đơn giản hóa các thủ tục và tiêu chuẩn để cho phép quân đội và thiết bị quân sự của các nước liên minh châu âu và nato có thể nhanh chóng di chuyển khắp châu âu và ra ngoài châu âu